tiếp tục vào việc anh chị ơi. Một căn nhà phân khúc bình dân tại thành phố Thuận An quý chị, gần khu công nghiệp V-Ship 1, gần chợ đêm Hòa Lân và gần với chợ Thuận Giao. Ở đây là phường Thuận Giao luôn anh chị nha, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương nha. Bán kính những cái vị trí em vừa nêu chỉ tầm dưới 1 km anh chị, khu dân cư đẹp này. Đó, xây đồng bộ một trệt một lầu hết anh chị nha. Mời anh chị mình vào tham quan. Căn này á quý anh chị 76m và thổ cư hết. Có gara ô tô anh chị ơi, ngang 4m rưỡi, dài 17. Tổng là dài 17. Tổng lô này 76m mà. Đấy. Khu vực phòng khách cũng rất là thông và thoáng quý anh chị nha, thông thoáng và thoải mái nha. Đấy, nhà bếp đấy quý anh chị. Ngoài cái khu vực nhà ăn này ra thì nhà mình có một phòng ngủ dưới rất là lớn ở phía sau anh chị. Đấy. Đây là phòng ngủ dưới của nhà mình. Nhà mình có tổng 3 phòng ngủ, một phòng ngủ dưới rộng quý anh chị thấy rộng không? Nhà vệ sinh thì ở bên đây. Đó, đây là nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt anh chị nha. Đó. Rồi, căn này là tại phường Thuận Giao, nằm trên trục đường Thuận Giao 19 và đường 22 tháng 12 đó anh chị ha. Tầng 1 nhà mình anh chị nhá, sẽ có 2 phòng ngủ anh chị. Phòng ngủ này phía sau của căn nhà có 2 cái cửa sổ luôn anh chị này. Đây, nhà vệ sinh bên này. Đó, xem xong cái nhà vệ sinh này mình xem luôn cái phòng ngủ số 3 anh chị ơi. Đấy. Đây, phòng ngủ số 3 gửi tới anh chị mình nhá. Căn này 3 phòng ngủ 76 m, thổ cư hết ngang 4 m rưỡi anh chị. Đấy. Đây là ban công nhà mình, đây khu dân cư đẹp lắm anh chị. Phường Thuận Giao, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương. Căn nhà này 76 m, thổ cư hết 2,7 tỏi, thương lượng anh chị nha. Đấy, phân khúc bình dân sổ hồng riêng. Anh chị yêu thích thì vào việc luôn anh chị ơi.